Trong bộ phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ, nhân vật cô chủ shop với nhan sắc đẹp át phía Pu đã khiến khán giả không thể rời mắt. Tuy nhiên, điều bất ngờ là nữ diễn viên thủ vai này không ai khác chính là con gái của nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê. Người vốn được biết đến với tài năng diễn xuất đầy ấn tượng trong làng sân khấu Việt Nam. Với nhan sắc nổi bật và thần thái cuốn hút, cô không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ trên màn ảnh mà còn khiến khán giả tò mò về đời tư của mình. Dù là con gái nhà nòi, nữ diễn viên này lại rất kín tiếng về đời tư. Cô chủ shop trong phim không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp kiêu sa mà còn nhờ vào khả năng diễn xuất tự nhiên, tinh tế. Đặc biệt, vai diễn này là cột mốc lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cô, mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai. Tuy nhiên, ngoài sự xuất hiện đầy bất ngờ này, cô hầu như không tiết lộ thêm nhiều thông tin về cuộc sống riêng tư. Điều này càng làm tăng thêm sự tò mò của khán giả. Phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ không chỉ thành công nhờ kịch bản chắc tay, mà còn nhờ vào sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ tài năng. Trong đó, vai diễn cô chủ shop đã thật sự khiến người xem ấn tượng bởi nét diễn sắc sảo, nội tâm đa chiều và sự đẹp đẽ trong từng khung hình. Được biết, nữ diễn viên này đã có quá trình luyện tập kỹ lưỡng để có thể hóa thân xuất sắc vào vai diễn. Từ phong thái cho đến lời thoại,